Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của Tài chính Ngay từ Việt Nam. Với những anh em là tín đồ của tựa game FPS rất hot đình đám ở thời điểm hiện tại đang đã bắt Mobile, thì các bạn đều biết chúng ta mới nhận được một bản cập nhật mới để giúp cho cái tựa game này nâng cấp cái đồ họa lên một tầm cao mới. Đấy chính là đồ họa full setting với HDR và cái FPS là cực độ. Và mình chắc chắn là ở thời điểm hiện tại cũng đang có khá nhiều anh em thắc mắc rằng là nếu ở thời điểm này muốn mua một chiếc máy phải mở lên được max setting ở tựa game PUBG Mobile HDR cực độ thì chúng ta sẽ phải mua những chiếc máy như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ đến các bạn nhé. Thứ nhất, với những chiếc máy kiểu flagship cũ cách đây 1 năm rồi, cấu hình khá là tốt, vẫn có thể chơi được HDR và cực cao trước đây, thì bây giờ nó đã không thể mở lên được HDR và cực độ nữa, thì đấy sẽ là những chiếc máy loại ra khỏi tầm ngắm của các bạn. Cái thứ hai đấy là với những chiếc máy tầm trung kiểu chạy con chip đầu Snapdragon 7XX hay Snapdragon 6XX thì nó cũng sẽ không mở lên được HDR và cực độ, mà các bạn sẽ phải chọn những chiếc máy là flagship của năm 2019 hay là với chiếc máy flagship năm ngoái của nhà Apple, đấy là iPhone 10S, 10S Max hoặc là iPhone 10R thì mới có thể mở lên được HDR và cực độ. Nhưng mà iPhone 10R màn hình của nó hình như không hỗ trợ HDR nên là có mở HDR và cực độ thì nó cũng bình thường mà thôi. Thế nên tốt nhất các bạn hãy lựa chọn đấy là những chiếc máy siêu phẩm của năm 2019 màn hình có hỗ trợ HDR để có những cái trải nghiệm là tốt nhất và cũng như có thể mở lên được max setting trong tựa game PUBG Mobile. Cái thứ hai điều mà các bạn cần phải lưu ý đấy là với một số chiếc máy cũng là siêu phẩm của năm 2019 nhưng nó lại không thể mở lên được cái max setting trong tựa game PUBG Mobile, thì ở đây mình đang có chiếc S10 5G. Với hai chiếc máy là S10 và S10 Plus mình đã test là phiên bản con chip Exynos 9820 thì nó cũng có thể mở lên được HDR và cực độ, nhưng với cái con chip Exynos 9820 trên chiếc S10 5G này không hiểu là vấn đề do tối ưu hay là vấn đề về phần mềm chưa được cập nhật mà nó không mở lên được HDR và cực độ, mà nó sẽ chỉ mở max lên được là HDR và cực cao. Thì đây là cái điểm mà các bạn cần lưu ý. Mình cũng sẽ check lại cho các bạn một chút về cái phần update cái tựa game này trong CS Play, thì mình cũng đã up lên phiên bản mới nhất. Mình mở lên thì mình khá là bất ngờ khi mà cũng Exynos 9820 nhưng không mở lên được. Và đây thì mình cũng sẽ có một chiếc máy nữa, đấy là chiếc iPhone 8 Plus. Với cái chiếc máy của nhà iPhone, một chiếc máy được sở hữu con chip Apple A11 Bionic, rất mạnh ở thời điểm hiện tại, mình phải nói một câu đấy là nó cũng vẫn rất mạnh ở thời điểm hiện tại, nó chỉ thua kém so với con chip là Apple A12 Bionic của nhà Apple mà thôi. Nhưng mà cái chiếc máy này bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem là nó có mở lên được max setting hay không nhá. Mình sẽ vào setting và mình mở sang phần đồ họa thì các bạn sẽ thấy rằng là với chiếc iPhone 8 Plus thì nếu như các bạn muốn mở được cái FPS ở cực độ thì tất nhiên các bạn để mượt cực độ là đúng, bởi vì trước đây thì cái chiếc S15G này chúng ta muốn mở cực độ thì chúng ta cũng có thể để mượt và cực độ. Cân bằng thì nó cũng không mượt cực độ được. Còn với khi chúng ta mở lên HDR thì cái FPS của nó tối đa đạt được cũng sẽ chỉ là cực cao mà thôi, chứ nó cũng không đạt được lên cực độ. Thế nên nếu như các bạn muốn trải nghiệm cái tựa game PUBG Mobile ở max setting, tức là cái hình ảnh ở HDR và độ mượt là cao nhất là cực độ, thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình những chiếc máy như sau. Thứ nhất là những chiếc máy siêu phẩm 2019 được sử dụng con chip là Snapdragon 855. Thứ hai là với những chiếc máy đến từ nhà Samsung chạy con chip Exynos 9820 nhưng loại cái chiếc S15G này ra, bởi vì hiện tại thì S15G vẫn chưa mở được. Thứ ba đấy là với những chiếc máy đến từ nhà Apple thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình từ chiếc iPhone XS trở lên, và trên đấy là những mẫu thiết bị sẽ mở lên được max setting ở trong tựa game PUBG Mobile và có thể mang lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi các bạn chơi tựa game này mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy rich đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Tạp chí Nghe từ Việt Nam. Xin chào và gặp lại bạn trong video lần sau.